Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cựu Tổng thống Trump. Quý vị, trong ngày hôm qua thì ông Trump đã được báo cáo là cuộc nói chuyện của ông với lại Elon Musk cộng tất cả các channel lại là trên 1 tỷ view. Trên 1 tỷ view chứ không phải là 1 triệu nữa quý vị. 1 triệu là trực tiếp thôi. Còn người ta coi lại đó quý vị, trên 1 tỷ view. Và điều này cho thấy tầm ảnh hưởng của ông Trump không nhỏ cùng với lại Elon Musk. Và càng lúc thì người ta càng nhận ra được là có những cái đường hướng của ông Trump, có thể người ta đồng ý, có thể người ta không đồng ý, nhưng có những đường hướng rất đứng đắn. Thì quý vị, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì có thể nói rằng là ông Trump đã 3 lần tranh cử, thắng một lần, thua một lần, và lần này chưa biết, thì vẫn còn đang tranh cử cho nên vẫn chưa biết. Có điều là từ khi mà ông Trump xuất hiện thì cái chiến thắng của ông cho tới giờ phút này không ai phủ nhận được là sự hiểu biết của cử tri. Tôi có thể nói là ông Trump đã tạo cho tất cả người Mỹ và cử tri hiểu biết được những gì đang xảy ra tại nước Mỹ trong hệ thống của chính quyền liên bang, quốc hội, hành pháp, lập pháp, vân vân. Tất cả chúng ta đều thấy rõ, rất rõ ràng, và chúng ta có được cái sự hiểu biết được xem là rất rộng rãi về cái chính trường của Hoa Kỳ mà từ xưa tới nay tôi có thể nói rằng là người dân Hoa Kỳ rất mà mù mờ trong vấn đề này. Kể cả những người mà sống và sinh ra lớn lên tại nước Mỹ. Chứ đừng nói đến những người mà di dân từ nước ngoài vào nước Mỹ. Quý vị, trước năm 2016, khi mà ông Trump ra tranh cử, thì gần như tất cả mọi người ở Mỹ đều xem cái vấn đề chính trị là một cái gì đó không có liên quan tới mình. Đi bầu là cho vui, rồi đảng nào thắng cử cũng được hết, không quan tâm. Cộng hòa cũng được, dân chủ cũng được, bla 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 bla. Và rồi thì chúng ta cũng không biết cái quy tắc làm việc của quốc hội ra sao. Chúng ta cũng không biết được là thượng viện, hạ viện có những cái trách nhiệm gì. Chúng ta cũng không biết được là trong chính quyền liên bang lại có những cái làm việc ra sao, cái sự phối hợp như thế nào. Và chúng ta cũng không biết được cái trách nhiệm của tối cao pháp viện là gì. Thậm chí quý vị, trước năm 2016 có thể nói rằng là lấy khối người Việt làm cái thí dụ điển hình. Trước năm 2016, những người mà đi thi quốc tịch họ chỉ học bài giống như là như một con vẹt thôi, để mà trả bài khi mà thi quốc tịch thôi. Ví dụ như là hỏi về hành pháp, lập pháp, tư pháp, tam quyền phân lập thì họ trả nước Mỹ là tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp, họ chỉ biết nhiêu đó thôi. Còn bây giờ mà hỏi sâu vô nữa họ không biết luôn. Rồi hỏi họ về cái chủ tịch hạ viện là ai, họ còn mù mờ. Thậm chí có những người còn không biết thống đốc tiểu bang của mình tên gì nữa. Tiểu bang mình đang ở thống đốc tên gì nữa. Có thể nói là từ năm 2016 trở về trước, có rất nhiều người là không quan tâm tới vấn đề chính trị. Có thể nói là như vậy, họ không quan tâm tới vấn đề chính trị nhiều. Và gần như là họ không có hiểu biết rõ về cái cách làm việc của từng ban ngành ra sao, luật lệ ra sao, như thế nào. Kể từ khi ông Trump lên và ông Trump ra tranh cử, từ năm 2016, những cái tranh cãi, những cái lời phát biểu của ông cho tới những cuộc tấn công ráo riết của giới truyền thông ngay trong lúc ông tranh cử cho tới sau khi ông đắc cử làm tổng thống. Thì quý vị, tất cả những cái này diễn biến xảy ra, nó đã làm cho người dân Hoa Kỳ đã hiểu rõ hơn tất cả những gì đang xảy ra tại đất nước của mình. Từ cái hệ thống chính trị cao nhất, cho tới cái guồng máy của liên bang, cho tới những cái thối nát ở trong cái cơ cấu chính quyền như thế nào. Và đồng thời họ thấy được có những cái tiêu xài hoang phí, họ nhìn thấy được có những cái là bắt đầu có cái tinh thần phe đảng ở trong các cái đảng. Có thể nói là như vậy, dân chúng Hoa Kỳ bây giờ gần như có hiểu biết rất nhiều về cái nội tình chính trị của Hoa Kỳ so với trước đây. So với trên năm 2016, trong 8 năm qua, có thể nói rằng là cái chiến thắng mà ông Trump tạo được là ông đã giúp cho dân chúng Hoa Kỳ hiểu biết được thế nào là nước Mỹ. Và nền chính trị Hoa Kỳ đang có những cái thối nát gì. Và dân chúng Hoa Kỳ đang đối diện với sự nguy hiểm gì. Quý vị, trước năm 2016, chúng ta nghĩ đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa giống nhau.
và trong đầu của chúng ta hầu hết đều xem những cái chế độ nguy hiểm là cộng sản, xã hội chủ nghĩa, độc tài toàn trị. Đó là cái suy nghĩ của chúng ta trong trước năm 2016 trở về trước. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2016 tới bây giờ thì cái nhìn của chúng ta đã trở nên đa chiều hơn. Chúng ta bắt đầu đọc thông tin của nhiều cái tin tức khác nhau, so sánh, đối chiếu, phân tích. Rồi lúc đó chúng ta mới biết được cái nguy hiểm nằm ở chỗ nào. Không ai nghĩ rằng đảng Dân Chủ bây giờ trở nên nguy hiểm còn hơn cả Cộng sản. Không ai nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ quý vị, nếu mà chúng ta so sánh đối chiếu lại thì chúng ta thấy rằng họ là một cái chung một bản chất với Cộng sản. Mà họ tinh vi hơn Cộng sản thôi. Họ tinh vi hơn, có những cái họ không ra mặt chuyên chế. Họ sử dụng những công ty tư nhân để thực hiện chính sách chuyên chế. Có những cái họ áp đặt người dân trên danh nghĩa là những cái điều tốt đẹp. Thì quý vị, đây là những cái playbook của Cộng sản. Cộng sản cũng nhân danh trật tự công cộng để trấn áp những người bất đồng chính kiến. Cộng sản cũng nhân danh là vấn đề an toàn công cộng để buộc người dân phải tuân thủ những cái luật lệ họ ban hành. Và sẵn sàng sử dụng tòa án, nhà tù để mà trấn áp những thành phần đội lập. Thì cái playbook này của Cộng sản chơi mấy chục năm rồi. Thì chỉ có những người đến từ thế giới Cộng sản họ hiểu được chuyện này. Nhưng một người dân Mỹ bình thường sống và lớn lên tại nước Mỹ chưa bao giờ nếm mùi Cộng sản, họ không biết được những cái playbook này của Cộng sản. Họ không thấy được những cái playbook này của Cộng sản. Nhưng thời gian vừa qua họ được nhìn rất là rộng. Họ bắt đầu được những người đến từ thế giới Cộng sản phân tích cho họ hiểu. Và họ chứng kiến được những gì đảng Dân Chủ đang làm với ông Trump. Họ so sánh nó y chang nhau. Họ so sánh, họ nói là y chang nhau. Và họ thấy được là cái sự thối nát ở trong cái guồng máy của chính quyền liên bang như thế nào. Khi mà đảng Dân Chủ đã bắt đầu từ thập niên 90, họ bắt đầu install, tức là bắt đầu đưa người của họ vào tất cả các ban ngành liên bang và thao túng tất cả các ban ngành liên bang. Làm cho tất cả các ban ngành liên bang bị thao túng và có thêm những quy tắc có lợi cho cái chính sách của họ và được nhân danh đây là chính sách của ban ngành, quy tắc của ban ngành. Và chúng ta đã chứng kiến được cái sự thất bại này qua cái vụ ám sát hụt ông Trump. Nếu không đặt ra những quy tắc gây khó khăn cho cơ quan mật vụ, thì cơ quan mật vụ đã không để xảy ra cái vụ ám sát hụt này. Họ bị giới hạn nhân sự, họ bị giới hạn bởi cái quy tắc làm việc. Thì nhờ những cái vụ này, chúng ta lại hiểu biết thêm về cái quy tắc làm việc của từng ban ngành. Và bây giờ mà nhiều người, tôi hẳn với quý vị, sau 8 năm, bây giờ mà một người mới qua Mỹ đi thi quốc tịch mà hỏi chủ tịch Hạ viện là ai, họ trả lời đi, Mike Johnson. Thậm chí trước đây không ai biết chủ tịch Thượng viện là ai cả. Không ai biết chủ tịch Thượng viện là ai cả. Nhờ năm 2016 tới bây giờ thì người dân mới biết được, phó tổng thống là chủ tịch Thượng viện. Còn trước đó nhiều người vẫn còn mù mờ, không biết cái Thượng viện làm việc ra sao, Hạ viện làm việc ra sao, ai là chủ tịch bầu ra sao. Thì quý vị, nhờ ông Trump thắng cử năm 2016 và những đòn tấn công vào ổng, những sự chống trả của ổng, cộng với cái sự gọi là thao túng của đám truyền thông, lẫn những cái thông tin được tung lên trên mạng xã hội, người ta bắt đầu có nhiều lượng thông tin khác nhau. Người ta bắt đầu gạn lọc và sử dụng cái kiến thức của mình để nhận định cái tin nào chính xác, cái tin nào không chính xác, nhận định được những cái nào là theo luật lệ và cái nào không theo luật lệ. Thì quý vị, chúng ta đã chứng kiến được một cái nồi cháo heo ở trong cái hệ thống chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Tức là luật lệ chồng chéo nhau tới mức mà chúng ta cũng không ngờ, không hiểu được lý do. Ví dụ, khi mà những cái thành phố Blue State họ tuyên bố họ là nơi ẩn trú của những di dân bất hợp pháp, thì quý vị, họ không cho phép cảnh sát được hỏi tới cái tình trạng di trú của một người lái xe bị phạm luật. Nên nó, cảnh sát chặn lại thì phải check ra tất cả cái background để biết coi cái người đó là ai như thế nào. No, nó bị block hết. Ở trên cái hệ thống xe của thành cảnh sát á, là nó bị block lại hết. Chỉ biết người đó có cái bằng lái hay là có cái thẻ ID. Còn tất cả những cái khác, cảnh sát không coi được. Cho nên họ cũng không được quyền kiểm tra. Cái đó thuộc quyền của nhân viên ICE, tức là nhân viên của sở di trú. Và quý vị, họ bất hợp tác. Ví dụ họ biết đó là di dân bất hợp pháp, họ xử người đó cho giấy ra tòa hay nhốt tù về cái tội đó xong rồi, họ không báo cho nhân viên ICE biết.
tức là nhân viên sở di trú biết đây là di dân bất hợp pháp. Thì quý vị thấy cái sự độc lập của các cơ quan nó như thế nào? Tức là cơ quan này không cần báo cho cơ quan khác biết. Thì trước giờ chúng ta đâu có ai nghĩ như vậy. Cứ thấy cảnh sát là cứ người, di dân mà bất hợp pháp mà thấy cảnh sát là sợ rồi. Nhưng bây giờ nó không sợ nữa. Nó biết luật. Thì quý vị, chính nhờ ông Trump thắng cử năm 2016, đến nay là 8 năm, người dân Mỹ đã bắt đầu có được cái nhìn rất rõ nét từ cách làm việc của Quốc hội, cách làm việc của hành pháp, cho tới cái quyết định của tối cao pháp viện. Nhiều người bây giờ hiểu rõ hiến pháp hơn. Ngày xưa người ta chỉ biết cái chữ Constitution là cái chữ hiến pháp thôi. Người ta cũng không biết trong hiến pháp đó có cái gì nữa. Nhưng bây giờ quý vị, người ta bắt đầu hiểu rõ tu chính án số 1, tu chính án số 2, tu chính án số 14, tu chính án số 25 là cái gì. Còn trước giờ người ta đâu có biết. Trước giờ người ta đâu có biết những cái tu chính án này là cái gì đâu. Rồi thứ hai nữa là trong cái vụ mà tấn công về mặt pháp lý với ông Trump, người ta hiểu rõ được cái vai trò của bên hệ thống tư pháp như thế nào và họ giải quyết câu chuyện ra sao. Thì quý vị đã chứng kiến được hết. Và chúng ta lúc xưa nay chúng ta tin vào cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ. Nó được xem là nghiêm minh, nó được xem là rõ ràng. Nhưng mà từ những cái vụ án mà khởi kiện ông Trump, chúng ta mới thấy được là trong cái sự nghiêm minh này, nó vẫn có những kẽ hở để luồn lách. Nó có những kẽ hở để luồn lách và những tên quan tòa, những tên công tố viên đã lợi dụng khe hở này để mà xử cái đối thủ chính trị của mình bằng danh nghĩa pháp lý. Thì quý vị, chúng ta đã chứng kiến được sự thối nát nằm ở trong đó. Và cùng một sự kiện thì có người bị xử, có người không. Đó, giữ tập tài liệu mật thì Joe Biden có giữ không? Yes. Và coi giữ có chú ý và tiết lộ nữa. Ông Trump có giữ không? Yes. Mike Pence có giữ không? Yes. Nhưng tại sao trong ba người có mình ông Trump bị truy tố thôi? Còn hai người kia không bị truy tố. Thì quý vị, người ta bắt đầu đặt câu hỏi. Nếu như lúc trước người ta không nghĩ tới. Nếu như trước năm 2016 không ai nghĩ tới cả. Nhưng bây giờ người ta bắt đầu nói, ủa sao cùng một tội danh mà ông Biden không bị truy tố, còn ông Trump thì bị truy tố. Thì quý vị, đây là những cái mà tôi nói quý vị là ông Trump đã làm cho mọi người bắt đầu phân tích, đối chiếu, so sánh. Chứ không có chạy theo bài đàn nữa. Lúc trước không hiểu biết, bây giờ hiểu biết rồi. Và bây giờ người ta hiểu biết được trong Hạ viện có cái gì, trong Thượng viện có cái gì. Và người ta hiểu được là bây giờ những chính sách nào đứng đắn hay không đứng đắn. Và tại sao lá phiếu của người ta trở nên quan trọng hơn. Tới bây giờ người ta ý thức được. Người ta ý thức được cái lá phiếu của mình. Trước năm 2016, nhiều người không thích đi bầu. Tại vì không có nhu cầu và cũng không có quan tâm vấn đề chính trị. Do đó quý vị, đi bầu cũng được, không đi bầu cũng được. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi người đều thấy cái lá phiếu của họ quan trọng như thế nào. Thay đổi cuộc sống của họ ra sao, thay đổi chính phủ như thế nào. Thì mọi người đã rõ hết. Nếu ông Trump không xuất hiện, chưa chắc người ta đã hiểu rõ. Nhờ sự xuất hiện của ông Trump năm 2016 cho tới bây giờ, 8 năm. Trong 8 năm qua, người ta chứng kiến được tất cả những chuyện mà người ta không bao giờ tưởng tượng được nó xảy ra trên nước Mỹ. Và người ta mới giật mình, người ta thấy sự nguy hiểm của nước Mỹ. Sự nguy hiểm đó là nước Mỹ đang bị transform mà họ không biết. Tức là nước Mỹ đang bị thay đổi mà họ không biết. Mà sự thay đổi đó không phải là một điều tốt lành. Sự thay đổi đó đẩy con người đi tới một cái chỗ gọi là nó băng hoại hơn. Nó bám víu nhiều hơn. Nó mất đi cái tinh thần độc lập của nước Mỹ. Thì quý vị, người ta nhận ra được sự nguy hiểm này và nó đến từ những cái tư tưởng ý thức hệ chính trị từ phe tả. Nói là phe tả thôi, chứ thật sự cái gốc của nó vẫn là Marxist, Cộng sản. Và nó xâm nhập vào nước Mỹ một cách âm thầm trong 30 năm nay. Từ ở khâu giải trí, cho tới giáo dục, cho tới thương mại. Tất cả đều bị nó xâm nhập hết. Mà chúng ta không biết gì cả. Nhờ ông Trump lên, cái sự tranh cãi, cái sự đấu đá gay gắt. Thì bây giờ tất cả mọi thứ đều lòi ra. Bây giờ mọi người gần như là họ nhìn vào cái chính quyền của liên bang, họ có nhiều nghi ngờ. Những cái hành động của chính quyền liên bang đưa ra, họ đã có hỏi liệu cái quyết định này có được công bình hay không? Liệu cái quyết định này có độc lập hay không? Hay là dựa trên tinh thần đảng phái và phe đảng? Bây giờ gần như mọi người nhìn vào cái chính phủ Hoa Kỳ, họ mất dần cái sự tin tưởng so với thời gian trước đây. Là bây giờ họ nhìn ra được
những cái trò thủ thuật chính trị, cấy người vào tất cả các cái guồng máy của liên bang, thay đổi các quy tắc làm việc, áp dụng các quy tắc làm việc chuyên chế hơn và có cái khuynh hướng gọi là áp đặt về ý tưởng chính trị nhiều hơn, thay vì đó là một cái cơ quan chuyên môn độc lập. Thì bây giờ quý vị, họ bị biến thể thành những cái môi trường chính trị hết. Từ cái việc áp đặt cái DEI hay là cái ESG vào trong tất cả các cơ quan chính quyền liên bang, nó làm cho mọi người cảm thấy rằng là bây giờ đi xin việc làm ở trong liên bang, nó là một cái màn đấu đá chính trị nhiều hơn là cái tinh thần chuyên môn. Người ta không cần chuyên môn, người ta chỉ cần có cái phe cánh chính trị là người ta có thể lấy được cái công việc người ta muốn. Thay vì tập trung vào chuyên môn ai giỏi người đó được. Thì bây giờ quý vị, những cái môi trường đó nó biến mất, thay vào đó là cái tinh thần phe đảng chính trị. Chỉ cần khối phiếu mình ở trong cái hội đồng nhân sự, tức là Human Resource, đông hơn là mình thắng. Nó không còn mang cái tính chất của chuyên môn độc lập nữa. Gần như là quý vị, người dân Mỹ bây giờ nhìn rõ, họ nhìn rõ từng vấn đề một và họ hồ nghi rất là nhiều. Là bởi vì quý vị, khi mà chúng ta bỏ rơi nó trong bao nhiêu năm nay, nó đã bị biến thể, nó đã bị oxy hóa, nó đã bị reset mà chúng ta không biết. Cho tới bây giờ khi lột cái lớp sơn ở bên ngoài ra, chúng ta mới thấy được những cái mục nát ở bên trong. Còn trước giờ chúng ta không thấy. Thì quý vị, nhờ cái chiến thắng của ông Trump và nhờ sự thất bại năm 2020 của ông Trump, thì bây giờ người ta mới hiểu ra được tất cả mọi thứ. Và người ta bắt đầu bình tĩnh suy xét hơn. Không còn chạy theo cái đám đông, không còn chạy theo cái bầy đàn nữa. Người ta bắt đầu bất kỳ một vấn đề nào xảy ra, người ta để suy xét cẩn thận. Người ta không để cho cái đám truyền thông sò mũi người ta nữa. Đó, quý vị thấy, cuộc nói chuyện ngày hôm qua của Elon Musk với ông Trump, hơn 1 tỷ view đó, không một đài truyền hình nào có thể làm được. Có thể nói là không một đài truyền hình nào có thể làm được. Tại sao bây giờ người ta tin vào mạng xã hội nhiều hơn các đài truyền hình? Đó là bởi vì quý vị, người ta bất tin tưởng bởi cái đám truyền thông. Khi mà người ta thấy được cái đám truyền thông nó có tinh thần thiên vị, nó đánh mất đi cái trách nhiệm được xem là thiêng liêng của nó. Trách nhiệm thiêng liêng của truyền thông là đưa thông tin. Và thứ hai là phản ánh đúng những cái bất cập trong xã hội. Thứ ba là giám sát chặt chẽ cái hệ thống chính quyền. Thì quý vị, đây là cái ý nghĩa thiêng liêng của ngành truyền thông. Nhưng bây giờ tất cả đánh mất hết. Nó dùng truyền thông giống như một thứ vũ khí để tấn công những kẻ nó không thích. Và trong 8 năm qua chúng ta đã chứng kiến được sự tấn công này. Khủng khiếp. Bây giờ đám truyền thông lòi ra, nó sử dụng cái truyền thông giống như một thứ vũ khí chính trị. Giống như một thứ vũ khí để định hướng về chính trị. Nó không còn là một cái cơ quan truyền thông thuần túy nữa. Và điều này chúng ta đã chứng kiến. Chúng ta đã thấy. Và quý vị, người dân không phải là người dân trước đây họ bị mù mờ, họ bị cái màu vùng màu xám làm cho họ không biết đúng và sai. Nhưng mà từ ngày ông Trump đắc cử, thắng cử và sau khi ông thua cử và bây giờ đang tái tranh cử lại, người ta đã nhìn ra rất nhiều vấn đề. Người ta đã nhìn ra rất nhiều vấn đề xung quanh của mình, cho tới những vấn đề cấp cao hơn của liên bang. Người ta bắt đầu coi trọng hơn những cái giá trị mà xưa nay người ta đã bị bỏ quên. Đó quý vị, cái giá trị yêu nước từ xưa tới nay quý vị, 30 năm nay giới trẻ Hoa Kỳ có được đào tạo cái tinh thần yêu nước đâu. Thậm chí là quý vị thấy một số cầu thủ nó còn phản đối lá cờ Mỹ, nó quỳ, nó chống lại lá cờ Mỹ. Thậm chí là bây giờ nó còn áp đặt giải thể thao hát quốc ca Mỹ xong là phải hát quốc ca của người da đen. Thì quý vị thấy cái sự gọi là thay đổi cái nền móng của nước Mỹ, nó bị đẩy tới mức này. Rồi cái tòa đại sứ Hoa Kỳ, lãnh sự quán Hoa Kỳ là nơi duy nhất treo lá cờ Hoa Kỳ thôi. Bây giờ treo luôn cờ của đồng tính lên. Người ta nói what's going on? Người ta hỏi what's going on? Chuyện gì vậy? Cái nơi biểu tượng của nước Mỹ bây giờ treo cờ của một cái cộng đồng. Do đó quý vị, người ta đặt câu hỏi lại. Người ta đặt câu hỏi lại, đây là cái gì đây? Bây giờ cái nền tảng của nước Mỹ đâu? Cái sự độc lập của nước Mỹ đâu? Cái quyền tự do của nước Mỹ đâu? Và cái tính chính đáng của giới truyền thông đâu? Người ta không thấy. Người ta chỉ thấy là chia phe phái,
đánh nhau. Người ta chỉ thấy là chỉ trục lợi trên cái vấn đề gọi là bất kỳ một vấn đề nào đưa ra. Và quý vị, chính ông Trump đã làm cho tất cả mọi người có cái nhìn đa chiều, hiểu sâu sắc hơn về nền chính trị Hoa Kỳ bây giờ. Và ý thức được cái lá phiếu của mình quan trọng tới mức độ nào. Nếu không có ông Trump ra canh chữ năm 2016, tôi nghĩ rằng tới bây giờ dân Mỹ cũng còn mù mờ, chưa biết rõ được những cái tầm quan trọng của đất nước Mỹ như thế nào với người dân Mỹ và kể cả với thế giới. Quý vị, cầm cái passport Mỹ đi ra bên ngoài, cái ý nghĩa nó khác xa lắm. Thì quý vị, nhiều người chưa ý thức được. Đó, cái giống như là cái cô bé gì đánh NBA đi qua Nga cầm cần sa vô bị bắt. Cổ là cái người quỳ chống lại lá cờ đó. Cuối cùng chính lá cờ đó cứu cổ. Cổ là người quỳ chống lá cờ Mỹ. Cổ là công dân Mỹ. Cái cô Mỹ đen đó. Rồi cuối cùng thì sao? Chính lá cờ đó cứu cô ta. Rồi bây giờ thì sao? Khi mà quốc ca cất lên là biết tay đặt lên cái trái tim rồi. Lúc trước là quỳ chống. Còn bây giờ quý vị, mỗi lần một quốc ca cất lên là phải để tay lên trái tim rồi. Chính nhờ ông Trump là cái người đã làm cho giới trẻ bắt đầu có suy nghĩ khác. Giới trẻ bắt đầu có suy nghĩ khác. Thay vì trước đây họ bị dẫn dắt bởi cái đám tôi gọi là trí thức khuynh tả. Nó đi tới cái tinh thần cấp tiến băng hoại. Nó bất chấp tất cả. Nó khinh thường tất cả mọi thứ. Nó khinh thường tất cả những cái tôn ti trật tự trong xã hội. Cái tôn ti trật tự trong gia đình. Từ trong học đường nó đã được dạy như vậy. Còn bây giờ thì quý vị, nó bắt đầu nó giật mình. Không có cha mẹ của nó, làm sao nó ra đời? Và trong gia đình phải có tôn ti trật tự, trong xã hội phải có tôn ti trật tự. Bây giờ nó nhìn thấy một cái thế giới đảo lộn. Một cái thế giới đảo lộn đó, người gìn giữ an ninh trật tự của luật pháp thì bị kết án rất nặng. Di dân bất hợp pháp, đánh đập người khác, phạm tội thì lại được kết án nhẹ, thậm chí được trả tự do ngay lập tức. Đây là một cái hình thức của một thế giới đảo lộn. Thì quý vị, chính mọi người nhìn ra được. Chính mọi người nhìn ra được và thấy được những cái điều bất cập này. Nó đến từ đâu? Nó đến từ những kẻ nhân danh là second chance. Nó đến từ những kẻ nhân danh là quyền con người. Nhưng kết quả là nó đưa tội phạm vào. Nó đưa ma túy vào. Nó đưa tất cả mọi thứ bệ đạt từ những quốc gia nghèo khó lạc hậu vào nước Mỹ. Rồi nó phát triển ngay tại nước Mỹ. Nó làm suy yếu nước Mỹ. Và quý vị thấy đó, cái vụ của George Floyd năm 2020 đó. Các cảnh sát mà dính trong cái vụ này bị kết án rất nặng nè. Còn tên tội phạm George Floyd thì được vinh danh là anh hùng. Người ta thấy một cái thế giới đảo lộn hoàn toàn. Do đó quý vị, cái chiến thắng của ông Trump không phải là chiến thắng ghế tổng thống. Ông đã thắng một lần, ông đã thua một lần. Lần thứ ba này chưa biết. Nhưng cái chiến thắng của ông Trump là làm cho dân Mỹ bừng tỉnh. Làm cho dân Mỹ bắt đầu có suy nghĩ. Làm cho dân Mỹ biết phân tích, đối chiếu và so sánh. Để biết được cái đúng và cái sai. Để biết được những chuyện gì xảy ra xung quanh họ. Đây là chiến thắng của ông Trump. Tôi nói đây là chiến thắng của ông Trump. Nếu không có 8 năm qua, dân Mỹ bây giờ vẫn mù mờ, vẫn ù ù cà cà, không biết chính trị Mỹ ra sao, không biết cái liên bang, cái chính quyền liên bang nó hoạt động như thế nào. Chính nhờ cái sự xuất hiện của ông Trump, những cái cuộc tấn công ổng và những sự chống trả của ổng và cái chính sách của ổng đưa ra, người ta thấy được. Người ta thấy được rõ ràng từ ở quốc hội, từ ở trên hành pháp và ngay cả trên cái hệ thống tòa án đã có những gì bất cập. Và chính điều này nó làm cho dân Mỹ tự thay đổi. Do đó, tại sao ngày hôm nay tôi nói là ông Trump có thắng hay không trong cuộc bầu cử, trong cái lần thứ ba tranh cử này, tôi chưa dám nói. Nhưng mà ông Trump đã chiến thắng. Cái chiến thắng của ông Trump là làm cho rất nhiều người đã bừng tỉnh. Cái chiến thắng của ông Trump là làm cho dân Mỹ bắt đầu biết phân tích, đối chiếu, so sánh, không còn chạy theo bầy đàn nữa. Và cái chiến thắng của ông Trump làm cho rất nhiều kẻ nằm trong cái sự u mê bây giờ bừng tỉnh, quay ngược mũi súng nhiều lắm. Quý vị thấy những đại gia ở Silicon Valley bây giờ họ quay ngược lại, họ ủng hộ cho ông Trump, thay vì trước đây họ là những nhà donor lớn nhất của đảng Dân Chủ.
Và bên cạnh đó quý vị, nhiều người dân ở từng hang cùng ngõ hẻm bắt đầu có một cái thái độ mạnh mẽ hơn đối với cái xã hội mình đang sống, là cảm thấy rằng là mình bị đẩy vô cái tinh thần suy yếu, không dám phản kháng, không dám làm gì cả. Thì bây giờ người ta mạnh mẽ hơn, người ta lên tiếng mạnh hơn. Và khi lên tiếng mạnh hơn thì người ta mới thấy được cái sự gọi là tinh vi của đảng cầm quyền, tức là đảng Dân Chủ. Khi người ta lên tiếng mạnh thì nó sử dụng cái hệ thống tư nhân kiểm duyệt người ta. Tức là những công ty mạng xã hội bắt đầu kiểm duyệt tất cả những lời phát biểu của người ta. Thì quý vị, người ta bắt đầu người ta thấy được cái sự bất cập ở trong các mạng xã hội. Xưa nay người ta thấy đó là cái kỹ thuật mới, đó là cái niềm tự hào của người Mỹ. Nhưng bây giờ người ta phát hiện ra nó trở thành một công cụ để kiềm chế cái quyền tự do tư tưởng của người khác, để định hướng về mặt chính trị. Và nó thông đồng giữa các công ty truyền thông xã hội và đảng Dân Chủ để kiểm soát con người và kiểm soát tư tưởng con người với danh nghĩa chống misinformation, chống disinformation hay là chống những ngôn ngữ gây tổn thương. Và người ta thấy được hết, người ta nhìn thấy rất rõ ràng. Đây chính là cái mà tôi nói quý vị, ông Trump đã làm cho mọi người nhìn ra. Ông Trump đã làm cho mọi người nhìn ra rõ ràng những gì đang xảy ra tại nước Mỹ. Và bản thân ổng chính là nạn nhân. Ổng là nạn nhân của sự bịt miệng. Ổng là nạn nhân của những đòn tấn công chính trị bằng pháp lý. Và ổng cũng là nạn nhân của những cái đòn thù về mặt chính trị đi ngược lại với là cái bãi đầm đầy chính trị ở Washington. Và quý vị, ổng cho mọi người thấy hết. Và chính bản thân ổng là nạn nhân. Ổng bị kết án, ổng bị kết tội. Ổng bị nó bịt miệng trên tất cả các mạng xã hội. Và ổng bị nó lôi tên ra khỏi các lá phiếu bầu một cách trắng trợn. Thì quý vị, dường như ông Trump trở thành nạn nhân của tất cả những cái trò dơ bẩn này. Và được nhân danh những cái điều là luật pháp, nhân danh là những cái điều gọi là tốt đẹp. Nhưng kết quả, ổng cho mọi người thấy chính ổng là nạn nhân của những cái trò dơ bẩn này. Và nhờ cái việc mà họ kết tội ổng, nhờ cái việc mà lôi tên ổng ra khỏi lá phiếu bầu, nhờ cái việc mà họ ám sát hụt ổng, và kể cả nhờ cái việc mà gọi là họ dùng tất cả những cái đòn pháp lý tấn công vào ổng, thì quý vị, người dân nói rằng, ê, ngày nào tới phiên mình, cỡ như Donald Trump tỷ phú tổng thống mà còn bị như vậy, mình là cái thớ gì? Quý vị, đó là cái người dân suy nghĩ. Do đó quý vị, cái chiến thắng của ông Trump, ông đã biến ông trở thành nạn nhân cho mọi người thấy cái sự nguy hiểm của cái tư tưởng khuynh tả. Nó đang xâm nhập Hoa Kỳ như thế nào và nó đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên suy yếu như thế nào. Mà chính ông biến ông thành nạn nhân. Và chính điều này nó làm cho người dân Hoa Kỳ bừng tỉnh. Họ phải ngăn chặn cái tình trạng gây nguy hiểm cho nước Mỹ. Và đó cũng là cái kết quả bầu cử của năm nay. Kết quả bầu cử năm nay tôi gọi là trận đánh cuối cùng. Trận đánh cuối cùng là dân Mỹ có lấy lại được cái bản sắc của họ từ lúc lập quốc hay không, hay để cho nước Mỹ sẽ trôi nổi giống như Âu Châu. Cái đó là do lá phiếu của người dân quyết định. Nhưng mà ít nhất trong 8 năm qua, ông Trump đã làm cho ít nhất một nửa dân Mỹ bừng tỉnh, thấy được những gì đang xảy ra trên đất nước mình đang sống. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!